Vâng, xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em Hải lên một clip để giới thiệu đến các bác một sản phẩm rất là hay và chất lượng, hàng chính hãng mang thương hiệu của D-Biotic. Có lẽ là thời gian vừa qua từ ngày Tết đến hiện nay cũng được là hơn 2 tháng rồi. Nếu mà nói về một sản phẩm nào, một bộ micro không dây nào nhiều bác đến cửa hàng hỏi nhất thì có lẽ đó là một bộ mic giá bình dân trung bình mang thương hiệu của D-Biotic, đó chính là có model là DB 350 Plus. Giá rất là bình dân mà chất âm thì cũng rất là tương đối hay. Thì do tình hình là đóng cửa biên cho nên là từ Tết đến hiện nay là hơn 2 tháng rồi. Đến hôm nay, chính xác là hơn 2 tháng thì hàng mới về được thương hiệu, về được nhà hãng. Và hiện tại thì hãng đã cấp hàng sang Hiếu Minh Audio. Và hôm nay thì em làm luôn một clip để thông báo đến các bác hàng đã có mặt tại cơ sở của Hiếu Minh, cũng như là giới thiệu đến các bác một bộ mic rất là phù hợp cho gia đình này để giới thiệu các bác. Và bộ mic này thì có thương hiệu của D-Biotic, có model là DB 350 Plus. Em sẽ mở hộp để giới thiệu phần ngoại thất tới các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu phần phụ kiện đi kèm này. Sẽ có một dây 6 ly kết nối súng vang và hai tay chống lăn, 4 quả pin sử dụng một lần và một củ nguồn adapter được cất trong bìa cắt tông. Hai dâu sáu. Đây, tay mic. Một bộ mic ý, thì điều đầu tiên chúng ta quan tâm đến đó chính là chất lượng, chất âm. Về phần ngoại hình thì sẽ quan tâm đến phần tay mic, bởi vì tay mic là cái mà khi người sử dụng, người hát sẽ cầm trên tay, cảm giác đầm, nặng, vừa ở tay. Và thứ hai là đẹp về chất màu, về chất. Và thiết kế của một bộ mic DB 350 Plus này thì tay mic là màu xanh rêu, chóp mic được sơn màu đen chống rỉ, chống nước. Đây, logo của thương hiệu D-Biotic. Vác lắp pin đây. Đúng không? Em cảm giác cầm rất vừa tay, cũng hợp lý. Đấy, mic này thì các bác để ý âm thanh thì không còn lạ lắm gì với bộ mic DB 350 của lớp này, đúng không ạ? Và đây là phần đầu thu. Không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên phiên bản đầu năm dịp Tết 2022 thì đây cũng vẫn giữ nguyên, chẳng qua là vừa rồi là tắc biên mất hơn 2 tháng thì bây giờ mình có hàng về. Và thời gian vừa qua thì đây là bộ mic mà được nhiều bác khách hàng hỏi thăm đến nhất, và hiện tại thì đã về hàng tại Hiếu Minh Audio các bác nhá. Như nhà hãng thôi, tất cả mọi sản phẩm chính hãng đều sẽ có tem này để quét mã QR check in, và có series của máy và số hotline của nhà hãng, sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ. Mặt thì thiết kế là màu đen, dễ phối ghép với bộ dàn model DB 350 Plus. Thay đổi tần số sóng này. Đây là scan này, là phím chọn sóng sạch ở trong không gian, và set là bắt lại tần số sóng và volume to nhỏ. Đun nguồn ở phía bên phải. Và phía sau thì có hai kiểu cắm kết nối với vang, một đường 6 ly và hai đường Canon đấu mic riêng biệt và hai đấu dâu sóng. Bộ mic này thì Hiếu Minh Audio cũng như là rất nhiều anh em cơ sở khác bán rất nhiều rồi. Đây là một sản phẩm chính hãng mà đã có tên tuổi. Thì bây giờ em sẽ không để các bác phải đợi lâu nữa, mời các bác cùng theo dõi chất âm của bộ mic DB 350 của lớp này nhé. Hồi đó
nước mắt cuối hồn buồn hoang như mong manh của anh con con chim ngọt đàn xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng và lúc mơ xa một chừng bao thơ đến chiều thương càng nhiều gắn bó làm em say buồn thơ. Tình yêu đã gió cánh rời, là hoa rót mật cho đời. Chắc chỉ tình yêu dị vãng, em nhớ gì không em ơi? Đọc lá thư xưa ôi trời huyên thiên, nhớ bồi em ngọ mắt biếc suối hè hò trắng xanh đơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.